Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài số 17, luyện tập trang 19 và bài tập môn toán lớp 4 tập 1. Và các em nhớ trên kênh của chúng mình thì chương trình toán lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 đã đầy đủ rồi nha. Và đây là một trong những cái video mà còn thiếu ở trong cái chương trình toán lớp 4 của kỳ 1. Nên là thầy quay cho nó đầy đủ. Được chưa? Rồi, như chúng ta đã học thì rất là quen thuộc rồi, chỉ có một số bạn mà chưa có quen thuộc thôi. Thì lúc nào học toán chúng ta cũng cần có tập hay là vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài. Và bây giờ thì không linh tinh và luyên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Đấy, bài của ta nè. Ta đến với cái bài số 1. Người ta cho nè, hình vẽ dưới đây là một phần của tia số. Viết số vào ô trống tương ứng với vạch có mũi tên. Đấy, vậy thì chúng ta chỉ thấy nè, đây là một cái tia số, thì tia số bao giờ nó phải có một đầu là cái mũi tên như thế này nha. Đấy, vậy thì ở đây người ta đã điền cho mình lên là 8.000 nè, phía trên này nha, 8.000, và đây là mấy, 9.000 nè. Vậy thì các em phải xác định được mỗi một cái vạch này nè là bao nhiêu nè. Đấy, 8.000, các em phải đếm đây là bao nhiêu cái vạch nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vạch. Vậy thì từ 8.000 mà đến 9.000 thì nó có 10 vạch. Vậy thì những cái số ở đây nè, đấy, chúng ta cần điền là ba cái chữ số ở đây. Vậy thì ở đây chúng ta phải là 8.000 bao nhiêu? Nè, 10 vạch. Vậy thì 8.000 đến 9.000 thì nó cách nhau là bao nhiêu? Là 1.000. 1.000, vậy thì mỗi một cái vạch này sẽ tương ứng là bao nhiêu các em nhỉ? Là bao nhiêu? 100, đúng không? Vậy thì đây sẽ là 8.100 nè. 8.200, 8.300, 8.400, 8.500, 8.600, 8.700, 8.800, 8.900 và 9.000. Đó, hiểu chưa? Vậy thì số chúng ta điền ở đây sẽ là 8.100. Được chưa? Đấy. Được chưa nào? Đấy, tương tự như vậy thì số tiếp theo ở đây sẽ là 8.200, 8.300, 8.400. Vậy thì chỗ này sẽ là 8.000 gì? 8.500. Được chưa? Vậy thì tiếp theo 8.600, 8.700, 8.800. Vậy thì số này sẽ là 8.000 gì? 8.900. Được chưa? Đấy, vậy thì các em chú ý nhé. Rồi, đấy, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài số 2 nè. Có ba cái chữ số như sau này, số 6 nè, số 1, số 3 nè. Dùng cả ba chữ số 6, 1, 3 để viết một số bé hơn 140. Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm nháp ra đây nè. Ba cái chữ số này nè, một cái số mà bé hơn 140, vậy thì chúng ta có thể sẽ lập được thành các số là bao nhiêu? 6, 1, 3 nè. Được chưa? Rồi, lập được các số nào nữa? Số nào nữa các em? Bây giờ số 6 đứng đầu rồi, vậy chúng ta sẽ là số 1, 3, 6 nè. Đúng không? Rồi, số 6 chúng ta có thể có hai số nè. 6, 1, 3, vậy thì đây sẽ là 6, 3, 1 nè. Được chưa? Rồi, tiếp theo nè. Đây là những cái chữ số mà chúng ta có thể lập được từ ba cái số đó nha. À, thầy đang liệt kê ra cho các em. À, thì 136 nè. Tiếp theo sẽ là 16 gì? 163. Rồi, bây giờ số 3 sẽ đứng đầu sẽ là 316 và 361. Đúng không? Vậy thì từ ba cái chữ số này chúng ta có thể lập được mấy, 6 cái chữ số như này. Nhưng mà yêu cầu là gì? Số chúng ta lập được nó phải bé hơn 140. Vậy thì trong tất cả những cái số này thì số nào bé hơn 160, 140 các em? Chỉ có duy nhất một chữ số, đó là số nào đây? 1 gì? 136 thôi. Đấy, vậy thì các em sẽ điền vào đây. 1, 3, 6. Đúng không? Đấy, dễ như là ăn kẹo rồi đúng không?
Đó, vậy thì chúng ta sẽ xóa cái này đi nhá. Đấy, thầy làm ra để cho các em nắm thôi. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến bài số 3. Bài số 3 người ta yêu cầu mình là viết chữ số thích hợp vào ô trống. Tức là bây giờ chúng ta phải viết cái số nào vào ô trống ấy nè. Vậy thì đây là những cái câu nè, câu A này. Bên này là 471. Đấy, ở bên này là gì? 4710. Vậy các em xác định nè. Hàng gì? Hàng nghìn, đây là số 4, bên này cũng số 4. Hàng trăm, số 7, bên này cũng số 7 nè. Hàng gì? Chục. Đây là số mấy? Số 1. Bên này hàng chục cũng là số 1. Hàng đơn vị ở đây là số 1 nè. Vậy thì cái hàng đơn vị ở bên này phải số mấy để nó nhỏ hơn số 1 các em? Bài dấu này dấu gì? Dấu lớn hơn nè. Vậy chúng ta phải tìm một cái số của hàng đơn vị mà nhỏ hơn 1. Vậy thì chỉ duy nhất là số nào các em? Nếu chúng ta điền số 1 đây được không? Không được, nó lại phải bằng nhau. Vậy thì duy nhất ở đây chỉ có số gì? Số 0. Đó, các em hiểu chưa nào? Đấy, vậy chúng ta sẽ điền số 0 vào đây. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ phân tích. Câu B. Tìm cái số nào mà chúng ta điền vào đây để nó lớn hơn nè. Vậy chúng ta nhìn thấy ở đây nè, 6 nè. Bây giờ phải tìm số nào nè, 524 bên này, 524. Vậy thì bên này đây là số 8 nè. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm cái số nào mà lớn hơn số 8 ở hàng gì? Hàng nghìn, đúng không? Cho bên này thôi. Vậy thì số mà lớn hơn số 8 thì chỉ có một số duy nhất. Đó là số gì? Số 9 chúng ta điền vào. Được chưa? Rồi, ấy dễ như ăn cháo rồi. Thầy không nói nhiều nữa nha. Rồi, ở đây 25.367. Vậy thì chúng ta thấy cái chữ số nào, chữ số nào ở hàng chục nghìn nhỏ hơn 2? Nếu chúng ta điền số 0 ở đây có hợp lý không? Chỉ có hai chữ số chúng ta điền vào đây thôi, đó là 0 và gì? Và 1 thôi. Nhưng mà số 0 điền vào đây có được không? Không được. Do vậy thì chỉ duy nhất đó là số gì? Số 1 thôi, chứ không thể điền số 0 vào đây nhá. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì câu D. 282828. Vậy thì ở đây chúng ta thấy nè, số nào điền vào đây mà nó lớn hơn cái số đơn vị ở đây là 8 nè. Vậy thì chỉ có một số duy nhất, đúng không? Đấy, chính là số 9 thôi. Đấy, như vậy thì cái bài đó thì quá đơn giản đối với chúng ta rồi. Đấy, chúng ta đã thực hiện xong. Rồi, bài số 4 nè. Câu A nè. Tìm x biết. Biết cái gì? X nhỏ hơn 3. Đấy, vậy thì với cái dạng toán như thế này thì chúng ta phải làm như thế nào các em? Biết là x này nhỏ hơn 3, tức là chúng ta phải tìm những cái số nào của x này nó thỏa mãn cái điều kiện là nó phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 3, đúng không? Đấy, vậy thì các em dừng cái video lại, các em suy nghĩ một chút xem nào. Đó, cái này hơi hơi nâng cao lên một tí thôi chứ không có gì, đúng không? Đấy, không có gì hết. Đối với bài này thì chúng ta cũng gọi là bài đơn giản thôi, không có gì, bình thường thôi. Đó, vậy thì các em đã suy nghĩ được ra chưa? Suy nghĩ được ra chưa nào? À, không biết đã có nhiều em suy nghĩ ra chưa nhỉ? Ta đã suy nghĩ ra chưa các em? À, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm như thế nào? Chúng ta biết được là các cái số mà nhỏ hơn 3 hay là bé hơn 3 này. Đó, chắc chắn là thầy nói là rất là nhiều rồi. Các số nhỏ hơn 3. Đó. Các số mà nhỏ hơn số 3 thì chỉ có những số nào đây? Số 3 sẽ là những số nào các em? Không nè. Số nào nữa? 1. Đúng không? Số gì? 2. Vậy thì chỉ có 3 cái số này là nhỏ hơn 3 thôi. Đúng không? Vậy thì từ cái này chúng ta biết được. Vậy thì kết luận làm sao các em? Vậy x sẽ là, vậy x sẽ là bao nhiêu? Sẽ là các số 0, 1, 2. Được chưa?
Đấy, vậy thì chúng ta đã xong được câu A nhé. Và đây là những cái bài toán là liên quan tới việc mà chúng ta lập luận sau này học lên lớp 6. Đặc biệt lớp 8 và lớp 9 thì chúng ta sẽ có những cái dạng này rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến câu B này. Tìm x. Biết nè, x là số tròn trục và tức là cái số tròn trục này nó lớn hơn 28 nhưng mà lại nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 48. Đấy, vậy thì chúng ta cũng làm phép toán liệt kê ra các cái số tròn trục, nhớ là tròn trục nha các bạn. Đó. Mà sao? Lớn hơn. Các em phải ghi cho nó rõ. Lớn hơn 28. Được chưa? Lớn hơn 28 nhưng mà làm sao? Nhưng nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 48. Đây, nhỏ hơn 48 sẽ là những số nào các em? Các em phải tìm được những cái số này. Được chưa? Đấy, vậy thì nó chỉ có là những số nào được nhỉ? Số tròn trục lớn hơn 28 thì cần nó sẽ là số 3 gì? 30. 30 tròn trục sẽ đến là 4 gì? 40. 40 tròn trục sẽ là bao nhiêu? 50. Vậy thì 50 này nó lại lớn hơn 48 rồi. Nên chúng ta chỉ có hai cái chữ số này thôi. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ kết luận này. Vậy x sẽ là bao nhiêu? 30 với lại bao nhiêu? 4 gì? 40. Đó, các em điền số 30 vào đây chẳng hạn này. Đó, vậy thì 30 đấy nó thỏa mãn đúng không? 30 này nó lớn hơn 28 nhưng mà nó nhỏ hơn gì? 48 nè. Đó, chúng ta thử điền đây số 40 cũng vậy nè. Đó, vậy thì 40 đây nó lớn hơn 28 và 40 nó nhỏ hơn 48. Nếu ta điền số 50 vào đây thì nó sẽ không thỏa mãn. Được chưa? Đấy, như vậy thì cái bài của chúng ta đến đây là chúng ta đã thực hiện xong nhé. Và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo. Bye bye!